Người đàn ông này đang đi làm về, đột nhiên thấy điện trong phòng nhấp nháy, ngay sau đó cơ thể hoàn toàn mất khống chế. Lúc này tứ chi trên cơ thể đều bị thứ gì đó bẻ gãy, khiến anh ta ngã khuỵu mà chết một cách hết sức bí ẩn. Cảnh sát rất nhanh sau đó cũng có mặt, nhưng khi xem camera họ cũng không thể biết người đàn ông đó tại sao lại chết, bởi trong phòng lúc đó hoàn toàn không có người. Thì ra chuyện này là do một cô nhóc gây ra. Còn lý do tại sao cô lại làm như vậy thì phải kể từ 10 năm trước. Người phụ nữ này vô cùng ghét người chồng vì tội lăng nhăng, nên đã muốn nhờ bà Đồng làm yểm bùa người chồng, để ông ta không thể ra ngoài tìm cám chăn chim. Biết rằng chuyện này vô cùng thất đức nên bà Đồng cũng không muốn làm. Nhưng khi thấy đối phương đặt xuống một khoản tiền lớn thì bà Đồng đã đổi ý. Nào ngờ người thực hiện yểm bùa lại không phải bà ấy, mà là người con gái đang nằm trong nhà. Ngay từ nhỏ cô đã có khả năng nguyền rủa người khác, nhưng mỗi lần làm như vậy sức khỏe của cô cũng sẽ yếu đi. Và đây cũng là lý do lúc này nhìn cô nhóc Soji yếu đuối. Lúc này bà Đồng cũng nói với con gái, đây sẽ là lần cuối cùng mà mẹ sử dụng năng lực của con. Dứt câu nói đó, trên tay cô nhóc cũng hiện lên những đường gân đỏ. Một lúc sau thì bà Đồng bước ra, bảo với người phụ nữ rằng việc yểm bùa đã thành công. Tuy vậy bà khách hàng vẫn hơi hoài nghi, nhưng không biết nói gì chỉ đành ra về. Ai ngờ vừa ra tới cửa nhà thì bà ta đã nhận được một tin báo, người chồng đã phải vào viện cấp cứu do lên cơn đột quỵ. Lúc này bà khách hàng mới sững sờ khi biết việc yểm bùa là thật, qua đó nhanh chóng lên xe trở về xem tình hình của chồng. Còn bà Đồng lại vô cùng buồn bã ngồi trong sân uống rượu. Bà ta rất hối hận khi lợi dụng năng lực của Soji kiếm tiền, nhưng vì lòng tham quá lớn mà bà không có cách nào cưỡng lại. Bất ngờ có một chiếc xe tìm tới, bước xuống là một người phụ nữ quỷ dị, làm việc cho lão già Jin chủ tịch của công ty Forest. Không để cho mẹ Soji hiểu chuyện gì, bà ta đã sai người lấy mạng bà ấy, rồi bảo đàn em dùng xăng phóng hỏa nơi này. Mà điều này đã được Soji chứng kiến hết. Mẹ mất khiến cố chỉ còn cách chạy lên núi qua đường cửa sau, và hứa rằng nhất định sẽ phải trả thù cho mẹ. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Lúc này nữ chính đã trở thành một cô sinh viên, và luôn ấp ủ giết chết lão chủ tịch Jin để trả mối thù năm xưa. Ở phía khác có cô phóng viên Eun Hee, cũng đang điều tra những sai phạm của công ty Forest. Cô tìm tới một anh nhân viên cũ của công ty đó, để điều tra những điều mờ ám của lão chủ tịch Jin. Ai ngờ khi nhắc tới ông ta, anh nhân viên đã rất hoảng sợ, vì anh trước kia từng bị hắn cho người hành hung. Chỉ vì đã nghỉ việc nhưng anh lại bốc phốt công ty, kết quả đến bây giờ trên cơ thể anh vẫn còn đầy vết bầm tím. Anh bảo rằng Forest rất mờ ám, khi họ mở ra một công ty con nhưng không biết dùng nó để làm gì. Trong khi đó lão chủ tịch Jin lại liên tục rót tiền vào đó, rõ ràng công ty con đó rất không đàng hoàng. Có được những thông tin này, cô phóng viên mới trở về tòa soạn, nói với cấp trên cô sẽ viết bài phanh phui tội ác của chủ tịch công ty Forest. Ai ngờ tên trưởng phòng lại ra sức ngăn cản Eun Hee viết bài, làm cô vô cùng ấm ức đi ra ngoài. Nhưng cô không bỏ cuộc, mà tìm tới chồng của mình là một cảnh sát, để nhờ anh điều tra thêm những sai phạm của công ty Forest. Buổi tối hôm đó Eun Hee cũng lên mạng đăng bài, bảo ai biết những sai phạm của lão chủ tịch Jin thì hãy nói cho mình biết. Mà bài viết này rất nhanh đã được mọi người chú ý, đồng thời cũng có vô số người vào bình luận chửi công ty Forest. Đúng lúc này Eun Hee nhận được một tin nhắn lạ, bảo rằng biết rất nhiều bí mật vì thế muốn hẹn cô phóng viên ra trao đổi riêng. Vì tò mò mà Eun Hee cũng tìm tới điểm hẹn, nào ngờ đối phương lại chính là nữ chính Soji. Lúc này hai người cũng vào vấn đề chính, Soji bảo rằng biết mọi thứ về chủ tịch Jin. Điều này khiến Eun Hee không khỏi bất ngờ, thế là bảo cô nhóc hãy nói ra mọi chuyện. Soji qua đó cũng nói ra tên chủ tịch chính là một con quỷ. Nhưng nghe tới đây cô phóng viên đã thấy có gì đó sai sai, bởi ở thời điểm này làm gì có ma quỷ. Thấy đối phương không tin, Soji mới bảo sẽ giúp cô yểm bùa, chỉ cần có ảnh cùng tên và một vật dụng cá nhân của người đó. Ai ngờ Eun Hee lại cho rằng điều đó là nhảm nhí, qua đó cứ vậy đứng dậy bỏ đi. Nhưng tới đêm hôm đó khi nằm ngủ, cô bất ngờ thấy tên chủ tịch Jin biến thành ác quỷ, đúng như lời của nữ chính nói. Điều này khiến cô vô cùng hoang mang. Sáng hôm sau lại đột nhiên nhận được tin tức, anh nhân viên cũ của công ty Forest bị lật tẩy trên mạng. Bài báo đó viết rằng anh ta đã làm lộ thông tin của công ty. Đúng lúc này anh nhân viên kia cũng gọi đến chất vấn Eun Hee, tại sao đã cam đoan thân phận của anh sẽ được giữ kín, mà bây giờ nó lại tràn lan khắp các mặt báo. Ngay lập tức Eun Hee phủ nhận việc này không phải do mình làm. Tuy vậy anh nhân viên không hề tin những lời cô nói, biết rằng bị lộ thân phận thì bản thân sớm muộn gì cũng bị chủ tịch trừ khử, nên anh đành gấp rút lái xe chạy trốn. Ai ngờ đã quá muộn khi lão chủ tịch Jin đã cầm trên tay tờ giấy thông tin của anh. Hắn lúc này lấy một chiếc bật lửa và đốt cháy tờ giấy đó. Ngay lập tức trên xe anh nhân viên cảm thấy khó chịu, cơ thể dần dần mất kiểm soát, chiếc xe qua đó cũng dừng lại, rồi tay anh cầm lấy cần số vào số lùi. Tuy rằng không muốn nhưng anh không có cách nào điều khiển cơ thể, chiếc xe cứ vậy chậm chậm lùi về sau, cuối cùng rời thẳng xuống vách núi, anh nhân viên cũng cứ vậy mất mạng. Sau khi biết chuyện, Eun Hee nhanh chóng tìm tới tên sếp, hỏi hắn tại sao lại để lộ thông tin của anh nhân viên kia, trước đó hắn còn ngăn cấm cô viết bài cơ mà. Thì ra tối hôm trước hôm hắn đã gặp mặt tên thư ký của lão già Jin, tên này đã đưa ra một khoản tiền lớn để hắn tiết lộ thân phận nhân chứng. Tuy rằng việc đó là trái với lương tâm nghề báo, nhưng tên trưởng phòng này lại bị đồng tiền làm mờ mắt, và kết quả là bài báo hôm nay đã được ra đời.
Cũng chính vì nó mà khiến anh nhân viên kia thiệt mạng. Ai ngờ tên cấp trên của Ơn Hy lại không cảm thấy hối hận, mà khi bị cấp dưới chửi là đồ rác rưởi, hắn còn tính xử luôn cô phóng viên. Lúc này bất ngờ cô nhìn thấy trên bàn tên sếp có một cái lắp bút. Đột nhiên cô nhớ lại những lời cô nhóc Soji từng nói, muốn đặt lời nguyên lên ai đó chỉ cần tên một đồ vật tùy thân và anh là được. Thế là Ơn Hy đã cầm lấy chiếc lắp bút đó, rồi tới tìm nữ chính. Ơn Hy muốn Soji đặt một lời nguyền lên tên cấp trên, nếu nữ chính làm được thì sẽ chứng minh những lời nói hôm trước là thật. Thế là Soji bắt đầu làm phép, những đường gân đỏ lúc này cũng xuất hiện dày đặc trên tay cô nhóc. Được một lúc thì nữ chính thông báo được hoàn thành lời nguyền. Tuy vậy Ơn Hy vẫn rất hoài nghi mà cứ vậy rời đi. Bên này tên trưởng phòng cũng bắt đầu từ văn phòng về nhà. Đột nhiên bóng đèn trong văn phòng nhấp nháy quỷ dị, làm cho tên này sợ sắp đái ra quần. Bất ngờ cổ hắn bị bẻ gãy, tiếp theo là chân tay cũng hoàn toàn mất khống chế. Rồi cứ vậy hắn ta đổ gục xuống sàn mất mạng. Không lâu sau cảnh sát cũng nhận được tin báo tới hiện trường và phát hiện ra cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Khi tên trưởng phòng đã chết ở một tư thế vô cùng quỷ dị, xương trên cơ thể gần như đã bị bẻ gãy hết. Theo hình ảnh camera ghi lại thì lúc xảy ra vụ án chẳng có ai ở văn phòng, mà tên trưởng phòng tự bẻ tay chân. Điều này khiến cảnh sát vô cùng hoang mang. Qua quá trình điều tra cảnh sát cũng biết được trước đó nạn nhân có xích mích với một nhân viên. Ngay lập tức cô phóng viên Ơn Hy cũng được triệu tập để lấy lời khai, nhưng cũng chẳng thu được gì. Qua đó họ đành thả cô ra ngay sau đó. Lúc này Ơn Hy cũng mới biết tên cấp trên của mình đã chết, và bây giờ đã hoàn toàn tin lời Soji. Phía khác tên nội gián của chủ tịch Jin trong đội cảnh sát cũng gọi điện báo cho tên thư ký. Nghe thế tên thư ký mới bảo tên nội gián hãy gửi ảnh hiện trường cho mình. Rồi hắn vội vàng chạy đi báo cho lão chủ tịch. Vừa nhìn qua hắn ta đã biết anh ta chết do dính lời nguyền. Biết chuyện này không hề đơn giản nên Jin đã ra lệnh gọi cho bà pháp sư tới. Lúc này ở đồn cảnh sát cũng có manh mối mới. Khi họ điều tra được lịch sử cuộc gọi trong máy của nạn nhân và nhận thấy anh ta thường xuyên liên lạc với thư ký của chủ tịch Jin, qua đó nhận định cái chết này có liên quan tới công ty Forest. Buổi tối anh cảnh sát xung trở về, bất ngờ phát hiện chiếc lắp bút có tên nhà báo đã chết. Điều này khiến anh nghi ngờ người vợ có liên quan tới cái chết của anh ta. Trong khi đó lúc này Ơn Hy lần nữa tới tìm nữ chính, nhưng lại vô tình bắt gặp cô đang bị đám bạn bắt nạt. Thấy vậy Ơn Hy mới ra mặt ngăn chặn, bảo rằng đám bạn kia không dừng tay lại cô sẽ báo cảnh sát. Ai ngờ không những không sợ mà bọn chúng còn định tấn công cả cô. Thấy vậy nữ chính mới tóm lấy tay tên côn đồ và thi triển một lời nguyền lên người hắn. Ngay lập tức tên này hoa mắt chóng mặt xỉ máu mũi, làm cho đám bắt nạt sợ hãi kéo nhau bỏ chạy. Chứng kiến tất cả chuyện vừa xảy ra, phóng viên Ơn Hy càng thêm chắc chắn về năng lực nguyền rủa của Soji. Bên khác bà pháp sư cũng đã tới gặp chủ tịch Jin, vừa trông thấy mấy bức ảnh hiện trường của tên nhà báo, bà ta nhận ra người thực hiện lời nguyền này vô cùng mạnh, nói cách khác ác quỷ ám trên người đó không tầm thường. Để làm rõ chuyện này bà pháp sư quyết định làm lễ gọi hồn tên giám đốc đã chết. Thế là bọn họ đã tới nhà tên nhà báo, cho người nhà anh ta ít tiền để bà pháp sư có thể tiến hành gọi hồn. Ngay khi mọi thứ chuẩn bị xong bà ta cũng vào việc và rất nhanh đã nhận ra thủ đoạn của người nguyền rủa là dùng vật tùy thân. Nhưng đến lúc gần thấy được mặt của người hung thủ thì bất ngờ bà pháp sư bị hất văng ra xa. Tuy không thấy mặt kẻ đặt lời nguyền, nhưng bà ta đã biết được cách thức nguyền rủa của hung thủ. Ngay lập tức liền gọi điện cho tên chủ tịch Jin, bảo hắn hãy cất hết đồ vật tùy thân, bởi kẻ nguyền rủa họ phải đối đầu rất mạnh, hơn nữa là người đó đang nhắm vào ông ta. Nghe thấy vậy tên chủ tịch cũng rất lo lắng. Phía khác cô phóng viên đang tâm sự với Soji, Ơn Hy hỏi rằng từ đâu mà cô nhóc biết được tên chủ tịch Jin là ác quỷ. Lúc này nữ chính cũng kể lại, 10 năm trước khi chủ tịch Jin vẫn chỉ là một kẻ thất bại, làm ăn thua lỗ báo cả gia đình. Điều này khiến mẹ hắn cho rằng con trai bị người âm quấy phá, thế là đã đưa hắn tới nhà mẹ Soji để làm lễ xua đuổi tà ma. Nhưng lúc này chủ tịch Jin lại không tin vào chuyện tâm linh, nghĩ rằng đây là một trò vô cùng nhảm nhí. Ai ngờ chính điều đó đã khiến buổi lễ thất bại. Kết quả trên đường trở về hắn đã bị một ác ma bám theo, nó trực tiếp lao qua kính xe ô tô xâm nhập vào thẳng cơ thể chủ tịch Jin. Kể từ đó hắn ta biến thành một ác ma mà không tội ác gì là không làm. Mà nạn nhân đầu tiên chính là một con mèo hoang, khi thấy nó không ngừng sủa dưới chân, ông ta đã thẳng tay bế nó vứt xuống vách núi, sau đó còn nở một nụ cười man rợ. Không lâu sau thì ông ta cho người tới nhà lấy mạng mẹ Soji. Kể từ hôm đó nữ chính đã ôm mối hận phải trả thù, mà theo cô điều tra sau khi bị ác ma nhập, công việc của hắn lại trở lên vô cùng tốt đẹp, chứng tỏ hắn được con quỷ trong người giúp đỡ. Vì thế cả công ty Forest cũng có vấn đề, qua đó muốn cô phóng viên tìm đồ vật tùy thân của chủ tịch Jin, để cô có thể đặt một lời nguyền tiêu diệt hắn ta, nếu không rất có thể con ác quỷ trong người ông ta sẽ gây hại cho nhân gian. Nhưng Ơn Hy lại không muốn làm như vậy, thứ cô muốn là dùng luật pháp để trừng trị chủ tịch Jin và công ty Forest. Một bên khác cảnh sát Giang đang chăm sóc vợ bầu, cô vợ lúc này bày tỏ muốn chồng xin nghỉ một thời gian, vì cô sợ chồng gặp phải nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, rồi đứa con lại chẳng được nhìn mặt bố. Nghe thấy vậy cảnh sát Giang vô cùng do dự, vì hiện giờ bọn họ đang phải phá vụ án tên nhà báo mà chưa có lời giải. Hơn nữa người đội trưởng là chồng của phóng viên Ơn Hy còn đang bị què. Nhưng khi thấy vợ bắt đầu rơi nước mắt, cảnh sát Giang cũng quyết định mai sẽ tới cơ quan xin nghỉ.
sáng hôm sau anh tới đồn bất ngờ gặp đội trưởng Sung, thấy thế anh định từ chức nhưng lại cứ ngập ngừng không thể nói ra. Thế là đội trưởng đã giao cho anh chiếc nắp bút tìm được ở nhà. Cảnh sát Giang nhận ra đó là nắp bút bị mất của tên nhà báo, và đội trưởng bảo anh hãy cầm nó đi điều tra. Cứ như vậy cảnh sát Giang đã quên lời vợ, mà cầm chiếc nắp bút tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Trong khi đó tên chủ tịch lại đang cho người dọn dẹp văn phòng, mang toàn bộ đồ dùng cá nhân của ông ta đi cất, để kẻ thù không có cơ hội đặt lời nguyền lên hắn. Ngoài ra ông ta còn cho thư ký đi tìm bà pháp sư, bảo bà ấy chuẩn bị cho mình một lá bùa hộ mệnh. Theo lệnh của chủ tịch, tên thư ký rất nhanh đã có mặt ở nhà bà pháp sư, nhưng khi biết mục đích thì bà ta đã không muốn viết bùa, bởi trong thời điểm này mà ra ngoài thì rất nguy hiểm. Tuy vậy tên thư ký bảo rằng sắp tới Forest có một buổi ra mắt rất quan trọng, chủ tịch Jin không thể không có mặt. Nghe vậy bà pháp sư chỉ đành ngậm ngùi chuẩn bị cho ông ta một lá bùa, nhưng chưa kịp rời đi thì tên thư ký nhận được điện thoại từ nội gián cảnh sát. Hắn bảo rằng đã thấy cảnh sát Giang đem cất nắp bút của tên nhà báo. Biết được tin, tên thư ký nói ngay với bà pháp sư, làm bọn chúng nghĩ rằng anh cảnh sát Giang có dính líu tới cái chết của tên nhà báo. Cứ như vậy báo cho tên chủ tịch Jin để ông ta cho người đi xử lý. Trong khi đó ở trường học, đám hay gây chuyện với Soji lại đang lên kế hoạch để trả thù cô vụ hôm trước. Bọn chúng cùng nhau dùng một ứng dụng đang hot, nó có tên khu rừng nguyền rủa. Chỉ cần tải ảnh và lý do của người bị nguyền rủa lên đó, thì người ấy sẽ phải chịu một lời nguyền tàn ác. Cứ như vậy nữ chính đã bị đám đầu gấu trả đũa. Nhưng không ai hay biết ứng dụng đó có hiệu quả hay không, mà công ty tạo ra ứng dụng đó lại chính là Forest. Hiện giờ nó đang nổi tiếng, chỉ cần bài viết nào được đăng lên mà nhận được nhiều tương tác, thì công ty sẽ biến lời nguyền của bài viết ấy thành sự thật. Đã có rất nhiều trường hợp thành sự thật. Phía khác, cảnh sát Giang đi làm về nhà, bất ngờ anh thấy có chiếc xe lạ đỗ trước cửa. Anh tò mò ngó nghiêng xem thử, thì đột nhiên cảnh sát Giang bị đám côn đồ úp sọt. Sau đó bọn chúng đưa anh đến một công trường bỏ hoang, rồi bọn chúng thay nhau tẩm quất miễn phí cho cảnh sát Giang. Ở phía xa, chủ tịch Jin cùng tên thư ký đứng quan sát. Nhìn thấy cảnh này mà lão già không khỏi phấn khích. Lúc này đám côn đồ hỏi anh cảnh sát lấy chiếc lắp bút của tên nhà báo từ đâu, nhưng cảnh sát Giang lại chứng minh cho bọn chúng thấy mình là vua lì đòn. Có làm thế nào anh cũng không hé răng nửa lời, khiến đám côn đồ lại tiếp tục cho anh ăn đấm thay cơm. Được một hồi bọn chúng thấy cách này cũng không có hiệu quả, nên đã cởi trói để thực hiện biện pháp tra khảo dã man hơn. Nào ngờ vừa mới được thả, cảnh sát Giang lập tức chống cự, sau đó dùng một tên côn đồ làm khiến hắn nhảy xuống bên dưới, rồi nhân cơ hội đó bỏ chạy khỏi khu nhà hoang. Thấy vậy đám côn đồ cũng vội vàng đuổi theo, nhưng bọn chúng vẫn bị anh cảnh sát Giang cắt đuôi. Nếu để anh thoát thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, nên tên chủ tịch Jin chỉ đành làm phép. Hai mắt hắn lúc này cũng chuyển sang đen xì. Ngay lập tức anh cảnh sát liền bị mất quyền điều khiển cơ thể. Dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể cử động. Kết quả anh đi ra giữa đường và bị một chiếc xe chạy tới cán chớp. Mà sau khi dùng phép, lão chủ tịch cũng kiệt sức mà ngất lịm. Ở nhà thấy chồng mãi không về làm, cô vợ rất lo lắng, gọi điện nhưng anh lại chẳng bắt máy. Làm cô đành gọi cho đội trưởng Sung hỏi chuyện. Biết tin cấp dưới mất tích, anh cũng vội vàng đi tìm, nhưng thứ họ tìm được chỉ là cái xác của cảnh sát Giang mà thôi. Điều này khiến đội trưởng Sung vô cùng đau lòng. Ra ngoài anh gặp vợ của cảnh sát Giang và biết được hôm nay cậu ấy định xin nghỉ. Thế mà anh không biết còn giao nhiệm vụ cho cậu ấy, để bây giờ phải hy sinh một cách đáng tiếc. Đứa con vẫn còn trong bụng, qua đó cũng không thể nhìn mặt bố. Điều này cũng làm Eun Hee rất đau lòng. Qua đó đã liên lạc cho Soji quyết định giúp cô nhóc nguyền rủa chủ tịch Jin. Hôm sau đội điều tra cũng có mặt trước cửa nhà cảnh sát Giang. Họ tìm thấy điện thoại mà anh đánh rơi ở ngoài đường khi bị tấn công bất ngờ. Kiểm tra bên trong, họ phát hiện đoạn băng ghi âm cảnh sát Giang nói chuyện với nhân viên của công ty Forest. Lúc này họ suy đoán kẻ gây ra cái chết cho cảnh sát Giang là tên chủ tịch Jin, nhưng hiện giờ họ không có bằng chứng nên cũng chỉ đành chờ đợi để điều tra thêm. Tên nội gián sau khi thấy cái chết của người đồng đội cũng rất ân hận, hắn không nghĩ việc làm của bản thân sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ như vậy. Lúc này bà pháp sư cũng đến gặp lão chủ tịch. Bà ta đã tìm ra được con ác quỷ bên trong kẻ muốn đối đầu với bọn họ, nó là quỷ đầu chó đến từ Nhật Bản. Ác quỷ đó được tạo ra bằng cách chôn những con chó xuống đất và chỉ để hở mỗi đầu của chúng trên mặt đất. Sau đó đặt thức ăn cho đám chó nhìn nhưng không cho ăn. Tới khi đám chó mà chết sẽ hóa thành ác quỷ nhập vào con người và biến người đó thành một pháp sư nguyền rủa. Cách thức tạo ra càng tàn nhẫn thì ác quỷ càng mạnh. Qua đó người được nhận sức mạnh cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên vẫn có cách để tiêu diệt con ác quỷ đây. Đó chính là dùng một chiếc trống cổ của Nhật Bản. Chiếc trống này đã hấp thụ tinh hoa đất trời mấy nghìn năm, nên có thể tạo ra thần khí tiêu diệt ác quỷ đầu chó. Nhưng cái giá để mang cái trống đó về đây là gần 1 tỷ won. Tuy vậy lão chủ tịch lại chẳng thèm quan tâm, mà bảo hãy nhanh chóng mang chiếc trống ấy về đây. Dù có phải trả bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, miễn là diệt trừ được ác quỷ đầu chó. Nghe thấy thế bà pháp sư ngay lập tức đi lấy trống. Nhưng lúc này Soji lại liên lạc với một tên thám tử, thuê ông ta lấy đồ dùng cá nhân của tên chủ tịch Jin cho mình. Khi biết sẽ được trả một khoản tiền lớn, ông ta ngay lập tức đồng ý. Với mối quan hệ của mình, ông ta rất nhanh đã tìm được tên lái xe của lão chủ tịch, đưa ra một số tiền khổng lồ nhờ cậu ta ăn trộm đồ giúp. Thấy khoản tiền lớn, mắt tên tài xế liền sáng lên như đèn pha ô tô mà gật đầu chấp nhận. Nhưng cậu ta lại không biết rằng đây là quyết định sai lầm.
Chiều hôm đó cậu ta lái xe chở chủ tịch đi làm như bình thường. Lúc này tài xế để ý thấy ông chủ đang sử dụng một chiếc bật lửa, biết đây là cơ hội tốt để hành động. Lên ngay khi đưa chủ tịch Jin tới nhà hàng để ăn với đối tác, anh đã ngay lập tức chạy ra cửa hàng gần đó mua một chiếc bật lửa tương tự, rồi báo tin cho thám tử tối nay sẽ lấy được đồ cá nhân của chủ tịch Jin. Đến tối hôm đó khi trở về, tên chủ tịch đã uống rượu say mềm. Điều này lại càng thuận lợi để tên tài xế ra tay. Khi cậu ta lái xe đưa chủ tịch Jin về tới nhà, thấy hắn ta ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đánh cháo chiếc bật lửa. Bất ngờ tên chủ tịch lại tỉnh dậy đúng lúc, may mắn là anh tài xế vẫn kịp nhảy số bảo đỡ chủ tịch vào nhà, qua đó mới khiến hắn ta không nghi ngờ gì. Sau khi đưa ông ta vào nhà, cậu tài xế ngay lập tức đến chỗ hẹn với thám tử, nhanh chóng nhân tiền và giao chiếc bật lửa cho đối phương. Bất ngờ đúng lúc này anh nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Jin. Thì ra mọi việc anh ăn trộm bật lửa đã bị ông ta phát hiện. Hóa ra khi tỉnh rượu hắn ta đột nhiên thèm thuốc, thế là lấy bật lửa ra để châm thuốc. Nhưng lúc này hắn nhớ ra khi ở khách sạn bật lửa đã hết ga, ấy vậy mà bây giờ lại vẫn còn đầy. Biết nó bị tài xế đánh cháo khiến ông ta vô cùng tức giận. Lúc này biết mình đã không còn đường lui, anh tài xế vội vàng cúp máy để tìm cách bỏ trốn. Bên này chủ tịch Jin không thể liên lạc được với tài xế càng khiến ông ta điên tiết, nên đành gọi cho thư ký nói bản thân vừa để mất vật dụng cá nhân. Thật may mắn khi tên thư ký báo rằng chống thần đã được tới công ty, thế nên anh ta bảo hắn nhanh chóng tới đó. Trong khi đó vừa lấy được chiếc bật lửa, thám tử cũng nhanh chóng đưa nó cho Eun Hee. Cô sau đó cũng liên lạc lại với Seo-ji, bảo rằng họ có thể thực hiện lời nguyền lên chủ tịch Jin ngay bây giờ. Nữ chính nghe thấy vậy cũng vội vàng lên đường. Được một lúc thì hai người cũng gặp được nhau. Rồi cô phóng viên lấy ra chiếc bật lửa và một tờ giấy ghi tên của chủ tịch Jin. Ngoài ra còn có một bức ảnh của lão ta. Khi này đã đủ mọi thứ để thực hiện nguyền rủa. Seo-ji qua đó cũng ngay lập tức bắt đầu niệm chú. Cùng lúc đó chủ tịch Jin cũng vừa về đến công ty. Đột nhiên cả cơ thể hắn bắt đầu đau đớn. Bà pháp sư thấy vậy liền trói hắn ta lại rồi lấy ra chiếc chống thần. Sau đó bắt đầu gõ chống dồn dập nhằm hóa giải lời nguyền của Seo-ji. Cô nhóc cũng vì thế mà cảm nhận được có người đang chống lại mình. Hai bên cứ vậy tỉ thí phép thuật với nhau, mọi thứ cũng vì thế mà rung chuyển dữ dội. Tên chủ tịch thì mỗi lúc một đau đớn hơn. Hai pháp sư đấu nhau vẫn chưa thể tìm ra người thắng cuộc. Đến khi cả hai cùng đạt giới hạn, Seo-ji thì bị lời nguyền phản khiến cô chảy máu mắt. Cửa kính ô tô lúc này cũng vỡ tan, cô nhóc thì bất tỉnh ngay sau đó. Làm Eun Hee vô cùng lo lắng. Bên kia bà pháp sư thì nhẹ hơn chút, chỉ có chiếc chống thần là đã hoàn toàn bị phá hủy. Còn bà ta thì vẫn bình an vô sự. Hơn hết là tên chủ tịch Jin đã may mắn thoát nạn. Lúc này hắn ta cùng bà pháp sư cười như đời ươi sóc lọ, vì biết bọn chúng đã thắng trong cuộc đấu phép thuật. Đã thế sau cuộc chiến bà ta cũng nhận ra một điều, đó là pháp sư đối đầu với họ chính là con gái của bà đồng năm xưa. Sau cuộc chiến Seo-ji phải nhập viện, may mắn Eun Hee vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Lúc này cô cũng hỏi cô nhóc đã có chuyện gì xảy ra hôm qua. Seo-ji mới giải thích cô bị bà pháp sư bên cạnh chủ tịch Jin dùng thần vật chống trả, kết quả dẫn tới việc nguyền rủa của hai người thất bại. Bây giờ cô phóng viên đưa ra chiếc bật lửa hỏi có đặt lời nguyền được lần nữa không, nhưng Seo-ji đã bảo mỗi đồ vật chỉ làm được một lần. Nếu bây giờ muốn nguyền rủa chỉ còn cách chạm trực tiếp vào người đối phương, mà thật không ngờ tên chủ tịch Jin cũng đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện này. Lúc này ông ta cũng thắc mắc với bà pháp sư người hại mình có sao không, rồi bà ta nói rằng kẻ đó không chết thì cũng thành tật. Đồng thời bà ta cũng nói thêm tên của kẻ đó là Seo-ji, cô con gái của bà đồng đã trốn được 10 năm trước. Nghe thấy thế tên chủ tịch cũng rất nóng lòng bắt được nữ chính, vì thế đã bảo thư ký nhanh chóng đi bắt và điều tra tên tài xế xem kẻ nào là đồng bọn của cô nhóc. Sau đó bà pháp sư cũng rời đi, nhưng vừa ra bên ngoài bà ta bỗng cảm nhận được âm khí của ác ma, hơn nữa nó lại giống y như thủ phạm tối qua, thế là bà ta đã đi kiểm tra. May mắn lúc này nữ chính cũng nhận ra sự xuất hiện của bà pháp sư, nên cô đã kịp thời trốn sang một bên và may mắn thoát được một kiếp nạn. Đúng lúc này cô nhóc vô tình phát hiện ra lão chủ tịch cũng ở đây, thế là cô đã trà trộn vào bên trong thang máy hắn đi. Sau đó nhân lúc không ai để ý định chạm vào người tên chủ tịch làm phép, ai ngờ con cáo già này lại vô cùng cảnh giác, kịp thời thu tay về ở giây phút quyết định. Cứ như vậy Seo-ji vụt mất cơ hội lần hai để tiêu diệt con ác quỷ này, làm cô vô cùng thất vọng mà lặng lẽ bước ra khỏi thang máy. Phía đội cảnh sát đang đau đầu vì cái chết của đồng đội, thì bỗng đội trưởng Sung phát hiện một cấp dưới nghỉ làm không lý do, nên anh đã tìm tới tận nhà cậu ta. Hóa ra tên cảnh sát này vẫn dằn vặt về cái chết của đồng nghiệp. Lúc này hắn cũng thú nhận bản thân là nội gián cho công ty Forest. Đội trưởng nghe thấy vậy vô cùng tức giận, trực tiếp nhắc tên này về đồn tra khảo. Thế là tên nội gián khai nhận cảnh sát Giang chết có liên quan tới chiếc lắp bút. Nghe vậy Sung càng thêm dằn vặt, vì đã che giấu cho vợ mà anh đồng đội phải hy sinh. Lúc này anh cũng gọi điện cho vợ, hỏi cô cụ thể tại sao lại có chiếc nắp bút của tên nhà báo trên giường ngủ. Nhưng cô lại liên tục đánh trống lảng sang chuyện khác, bởi không muốn chồng biết những thứ cô và Seo-ji đang làm. Điều này lại càng làm Sung nghi ngờ. Trong khi đó tên thám tử đang trên đường trở về, bất ngờ một đám người bám theo. Đợi tới đoạn đường vắng vẻ bọn chúng liền ra tay với ông, dùng gậy đập vỡ cửa sau đó cưỡng ép bắt thám tử đi. Đến khi ông ta tỉnh lại mới biết toàn thân đã bị trói chặt. Nhìn sang bên cạnh còn thấy cả tên tài xế của chủ tịch Jin.
Thấy bộ dạng của tên đó vô cùng thê thảm, ông cũng rất hoảng sợ. Lúc này đám côn đồ mới hỏi ông lấy chiếc bật lửa của chủ tịch Jin cho ai, nhưng vì cái tâm nghề nghiệp thám tử không chịu hé răng nửa lời. Thế là tên thư ký đã đành đưa vợ con ông ra đe dọa, nếu không khai chắc chắn thám tử sẽ không thể nhìn thấy người thân nữa. Tới lúc này thám tử cũng không thể kháng cự nữa, qua đó đành khai ra cô phóng viên Eun Hee. Hôm nay sở cảnh sát có một buổi họp khẩn, bởi tổ trưởng Sung lấy được đoạn video mà vợ anh phỏng vấn anh nhân viên cũ của công ty Forest. Qua đó họ biết được chủ tịch Jin còn mở một công ty con, hàng năm đều rót rất nhiều tiền vào đó, tuy vậy lại chẳng thấy công ty ấy hoạt động. Điều này khiến bọn họ nghi ngờ bên trong công ty con có điều mờ ám. Lúc này sở trưởng ra lệnh tiến hành lục soát công ty đó với lý do buôn lậu, bởi trước đó có thông tin Forest nhập khẩu một món đồ cổ nhưng chưa đóng thuế. Nhận nhiệm vụ, đội trưởng Sung ngay lập tức cho người tiến hành điều tra. Chiều hôm đó được chồng đón đi làm về, phóng viên Eun Hee cũng nói ra mọi chuyện cho chồng nghe. Cô nghi ngờ bản thân đang bị chủ tịch Jin nhắm đến nên đã xin nghỉ phép một thời gian. Nghe tới đây Sung vô cùng lo lắng và muốn vợ đưa đi gặp cô nhóc Soji. Thế là Eun Hee đã dẫn anh tới nơi nữ chính đang trốn. Tới lúc này Sung mới tin những gì vợ nói là thật, qua đó bảo vợ hãy ở lại đây cùng cô nhóc cho an toàn. Rồi anh còn đưa cho cô một chiếc điện thoại mới được gắn định vị và nhắc vợ hãy vứt chiếc điện thoại cũ đi, tránh để người của chủ tịch Jin tìm ra, còn anh sẽ trở về gấp rút tiến hành điều tra công ty Forest. Nhưng chồng vừa đi, Eun Hee đã muốn thực hiện một kế hoạch khác. Hai người sẽ tìm cách trừ khử bà pháp sư bên cạnh chủ tịch Jin trước. Mất đi cánh tay phải đắc lực thì đối phó với hắn ta cũng dễ dàng hơn. Mà sau vụ hôm trước, tên chủ tịch không dám thò mặt ra khỏi nhà, ông ta chỉ ở trong phòng và giả soát ứng dụng lời nguyền của rừng. Thấy bài viết nào tương tác cao, ông ta sẽ lọc ra treo lên cây gần đó. Có thể thấy đã rất nhiều người là nạn nhân của ứng dụng này. Đột nhiên tên chủ tịch thấy hình ảnh nữ chính trên ứng dụng, khi này ông ta mới nhớ lại đã gặp Soji ở bệnh viện, làm chủ tịch Jin phải vội vàng gọi bà pháp sư đến chỗ mình. Không lâu sau bà pháp sư cũng có mặt, chủ tịch Jin chỉ vào tấm ảnh của nữ chính cho bà ta biết đây chính người chống lại họ. Ông ta muốn lập tức đi bắt nữ chính, nhưng lại bị bà pháp sư ngăn cản, bởi sắp tới công ty Forest sẽ lên sàn chứng khoán, qua đó chủ tịch không được xảy ra bất chắc, thay vào đó bà ta sẽ xử lý nữ chính. Lúc này cảnh sát mò tới công ty con của Forest, đây cũng chính là đại bản doanh của bà pháp sư, nhưng hiện giờ bà ta đang đi gặp lão chủ tịch, nên cảnh sát chỉ gặp được đệ tử của bà ta. Sau khi tìm kiếm một hồi nhưng không thu được gì, họ chỉ tìm được một số đồ vật kỳ quái. Khi trở về, đội trưởng Sung lập tức gọi điện báo tin cho vợ, nói rằng cảnh sát không bắt được bà pháp sư, tất cả giấy tờ đứng tên công ty đều là của tên đệ tử bà ta, hoàn toàn không có chút thông tin nào hữu ích cả. Nghe thấy vậy, Eun Hee đành bảo chồng hãy gửi thông tin đệ tử của bà pháp sư cho cô, có được nó cô lập tức đưa cho nữ chính xem, và hai người sẽ dùng tên này để ép bà pháp sư phải ra mặt. Đến tối, tên đệ tử nhận được một tin nhắn của Eun Hee, có bảo đang giữ vật dụng cá nhân của hắn, vì thế sẽ thực hiện một lời nguyền chớt chóc với tên đệ tử, làm tên này sợ đái ra quần cầu xin Eun Hee cho hắn một con đường sống. Thế là cô bảo hắn hãy gặp mình, đặc biệt không được nói chuyện này cho ai, nếu không hắn sẽ nhận một vé đăng xuất khỏi trái đất. Quá lo lắng mà tên này ngay lập tức tìm tới điểm hẹn, khi thấy cô hắn ta ngay lập tức cầu xin. Lúc này Eun Hee hỏi anh ta bà pháp sư dùng cách nào để ngăn chặn lời nguyền hôm trước. Tên đệ tử kể lại bà ta đã sử dụng chống thần của Nhật Bản, nhưng sau buổi hôm đó nó đã bị hỏng và không thể sử dụng nữa. Tiếp theo Eun Hee hỏi hắn về tên thật của bà pháp sư, nào ngờ tên đệ tử này cũng không hề biết tên bà ta. Từ trước tới nay con mụ ấy chỉ sử dụng tên giả. Rồi cô phóng viên hỏi mục đích thực sự của chủ tịch Jin là gì. Tên đệ tử khai rằng sắp tới Forest sẽ lên sàn chứng khoán, tới lúc đó chủ tịch Jin và bà pháp sư sẽ thực hiện một lời nguyền rất lớn. Để làm được điều này, hai người đó đã mời rất nhiều pháp sư nước ngoài tới, và tên này bảo bản thân chỉ biết có vậy. Lúc này Eun Hee lại bắt hắn ta phải làm nội gián cho cô, nếu có thông tin gì bắt buộc phải báo cho mình. Rồi cô tạm thời tha cho tên đệ tử này. Sau đó Eun Hee và Soji sẽ ngăn cản kế hoạch của lão già chủ tịch. Buổi sáng hôm sau, các pháp sư nước ngoài đã cùng nhau hạ cánh ở sân bay. Bọn họ được nhân viên của công ty Forest long trọng đón tiếp, trong đó tên pháp sư mồm lông là lợi hại nhất, bởi ông ta chính là sư phụ của bà pháp sư, và ông ta cũng sẽ là người chủ trì buổi lễ nguyền rủa sắp tới của công ty Forest. Lúc này tên đệ tử của bà pháp sư cũng thông báo tin tức này cho Eun Hee. Bọn họ thắc mắc mục đích thực sự của chủ tịch Jin là gì, mà tại sao hắn cần tới nhiều pháp sư như vậy. Thế là đã bắt tên đệ tử phải tiếp tục điều tra. Lúc này đội trưởng Sung cũng tới đây tìm vợ, rồi sau đó hai người cùng nhau ra ngoài có chút việc, để lại một mình Soji ở đây. Điều đó làm cô nhóc rất buồn, vì nghĩ rằng bản thân đang bị bỏ rơi. Trong khi đó tên đệ tử của bà pháp sư nhân lúc chủ nhân không có ở nhà, anh ta liền đi tìm kiếm manh mối. Rất nhanh hắn đã tìm được một danh sách, bên trong là những người được bình chọn cao nhất trên ứng dụng lời nguyền của rừng. Tất cả bọn họ sẽ bị nguyền rủa vào hôm công ty Forest lên sàn chứng khoán. Điều này khiến tên đệ tử vô cùng hoang mang. Đúng lúc này bà pháp sư gọi đến, bảo hắn tới gặp mặt tên pháp sư mồm lông, làm tên này bắt buộc phải đi. Ai ngờ vừa ra ngoài lại phát hiện đang có cảnh sát theo dõi, thế là hắn đã đến cảnh cáo anh cảnh sát.
biết bản thân đã bị bại lộ, anh cảnh sát liên lạc lại với đồng đội, bảo anh ấy chú ý tránh bị phát hiện, mà người đồng đội lại đang theo dõi tại nhà của chủ tịch Jin. Thấy hắn đang chuẩn bị chuyển nhà, anh lập tức báo cáo với đội trưởng Sung. Lúc này anh ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục theo dõi, để xem tên chủ tịch này di chuyển đi đâu. Rồi sau đó anh chở vợ tới một nhà sử học, để nhờ anh ta xem công dụng của mấy món đồ mà cảnh sát thu được ở nhà bà pháp sư trước đó. Sau khi xem qua, người này bảo những món đồ cổ đó có tác dụng xua đuổi tà ma, chứ không còn tác dụng nào khác. Đúng lúc này Sung lại nhận được tin báo từ người đồng nghiệp, bảo rằng chủ tịch Jin di chuyển đến núi Chân Bu, ở đây được canh giữ rất nghiêm ngặt, anh ta không thể tiến vào sâu nữa. Nghe thấy vậy, đội trưởng Sung mới bảo đồng đội hãy rút lui. Phía khác, tên đệ tử cùng vừa đến chỗ bà pháp sư, nhưng khi tên mồm lông vừa nhìn thấy anh ta thì đã vạch trần hắn đang phản bội. Nghe xong, bà pháp sư vô cùng tức giận, kéo thẳng tên đệ tử vào phòng rồi một lá dí vào trán anh ta, làm tên đệ tử đau đớn quằn quại. Tuy vậy, bà pháp sư bảo đây chỉ là đòn cảnh cáo, rồi bắt hắn phải khai ra mọi chuyện vì quá sợ hãi. Mà tên này đã khai bị Eun Hee và Seo-ji dùng lời nguyền để đe dọa, qua đó hắn không còn cách nào khác mới phải làm nội gián. Lúc này bà pháp sư lục trong túi đệ tử, lại tìm được danh sách lời nguyền của rừng, nghĩ rằng tên này định đưa nó cho Seo-ji, nên bà ta vô cùng tức giận rút ra lá bùa thứ hai, đe dọa hắn phải gọi cho Eun Hee hẹn gặp mặt. Bấy giờ cô phóng viên đang trên đường về cùng chồng, khi nhận được điện thoại của tên đệ tử khiến cô phải bỏ lại anh, mà tới điểm hẹn giữa hai người. Nhưng Eun Hee lại không biết rằng ở đó bà pháp sư đã cho người đợi sẵn. Đã thế, cô còn gọi điện cho Seo-ji để cùng đi. Cả hai cứ vậy gấp rút lên đường đến chỗ hẹn. Lúc này đội trưởng Sung cùng nhận được điện thoại của nhà sử học. Anh ta nhận ra những món đồ dùng để trừ tà còn có mục đích nguyền rủa người khác. Biết được điều này, anh lập tức gọi điện thông báo cho vợ, làm Eun Hee nghĩ rằng chủ tịch Jin dùng những món đồ ấy để trục xuất con quỷ trong người ông ta, sau đó sẽ dùng lời nguyền để ám con quỷ đó vào những người trên ứng dụng lời nguyền của rừng. Nghe những điều vợ nói nhưng Sung vẫn vô cùng khó hiểu, vì thế bắt vợ phải giải thích kỹ hơn. Nhưng hiện giờ cô không có nhiều thời gian đến vậy, mà trực tiếp cúp máy để tới điểm hẹn. Khi tới nơi, bất ngờ người xuất hiện lại là bà pháp sư, trên tay bà ta cầm một lá bùa dán thẳng vào trán Eun Hee. Ngay khi cô ngất, đám đàn em liền kéo cô vào xe. Ở phía xa, Seo-ji cũng chứng kiến tất cả. Cô vô cùng bất lực không biết phải làm gì. Đợi tới khi bọn chúng rời đi, cô mới bình tĩnh đến báo cho đội trưởng Sung biết. Biết vợ bị bắt cóc, anh vô cùng lo lắng. Không lâu sau, Eun Hee được đưa đến một căn nhà hoang. Lúc này bà pháp sư mới bắt cô khai ra chỗ trốn của Seo-ji. Nhưng cô không những không nói mà còn hỏi mục đích buổi lễ nguyền rủa của Forest sắp tới. Tất nhiên là bà ta sẽ không nói, làm cho cô phóng viên đành phải đoán bừa. Đó là bọn họ muốn lấy ác quỷ ra khỏi cơ thể tên chủ tịch, sau đó dùng nó để nguyền rủa lên những người khác, từ đó có thể tạo ra được một đội quân ác quỷ. Thấy kế hoạch bị bại lộ, bà pháp sư rất bất ngờ, nghĩ rằng tên đệ tử đã tiết lộ, thế là bà ta đã trừng phạt anh ta bằng cách ám một con quỷ vào người tên đệ tử. Cơ thể anh ta cũng nổi lên những đường gân đỏ, ngay sau đó ngất lịm đi. Chứng kiến cảnh đó, Eun Hee vô cùng hoảng sợ, cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không may lại ngã xuống đất. Nhưng thật ra cô cố tình làm như vậy để nhặt viên gạch vỡ dưới đất. Lúc này bà pháp sư cũng quay sang phía Eun Hee, bảo sẽ ám vào cô một ác ma tà dâm để suốt ngày thèm khát đàn ông. Đúng lúc bà pháp sư lấy ra lá bùa thì bất ngờ chuông điện thoại của Eun Hee trong túi đổ chuông. Người gọi chính là Seo-ji. Lúc này cô nhóc mới nói chuyện với bà pháp sư, cô bảo rằng muốn dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn của Eun Hee. Ngay lập tức bà pháp sư chấp nhận yêu cầu đó. Seo-ji bảo bà ta thả người trước rồi đến ga tàu điện gần đó gặp mình. Ai ngờ khi cúp máy, bà pháp sư đã ra lệnh người xử lý Eun Hee, còn bà ta sẽ đi lo liệu nốt Seo-ji. Lúc này mấy tên côn đồ quyết định sẽ đưa cô phóng viên và anh đệ tử tới một nơi hoang vắng để trừ khử. Cũng vì thế mà đội trưởng Sung mới có cơ hội. Anh theo định vị trong điện thoại của vợ mà cho người đuổi theo. Đúng lúc này trên xe cô vợ lại xảy ra chuyện, tên đệ tử bị ác quỷ ám lại lên cơn, hắn xông tới tấn công một tên. Nhân lúc hỗn loạn, Eun Hee mới dùng viên gạch vỡ cắt đứt dây chói, sau đó dùng khăn quàng cổ khống chế tên tài xế, làm cho chiếc xe vì thế mất lái đâm xuống ruộng. Lúc sau Eun Hee tỉnh lại liền cố gắng thoát khỏi chiếc xe, nhưng còn chưa chạy đi được xa thì đã kiệt sức ngã xuống. Đúng lúc này một tên côn đồ cũng tỉnh lại, hắn đang định tiễn cô phóng viên đi gặp ông bà thì bất ngờ cảnh sát kịp thời tới nơi. Bọn họ ngay lập tức nổ súng bắn hạ tên côn đồ, rồi cứ vậy khống chế hắn ta. Đội trưởng Sung cũng may mắn cứu được vợ một cách an toàn. Phía khác, bà pháp sư đã đến bến tàu. Lúc này Seo-ji cũng xuất hiện và bảo bà ta đi theo mình. Không nghi ngờ gì mà bà ta cứ vậy đi theo, nhưng lại không biết rằng đây chính là cái bẫy của Seo-ji. Cô nhanh chóng chạy lên tàu, sau đó hòa mình vào đám đông, khiến cho bà pháp sư hoàn toàn mất dấu nữ chính. Lúc này bà ta mới nhận ra vấn đề mà rút lá bùa phòng thân. Ai ngờ Seo-ji đã cẩn thận trốn vào một góc khuất, đợi đối phương đi qua chỗ mình thì liền túm lấy tay bà ta, sau đó cố thực hiện một lời nguyền mạnh mẽ nhất lên người bà pháp sư, khiến bà ta không có cách nào chống cự, cứ vậy chịu cái chết vô cùng đau đớn. Lúc này nữ chính cũng nghĩ về người mẹ của mình, càng nghĩ pháp lực của cô lại càng mạnh, từ đó nhấn chìm bà pháp sư xuống thẳng 18 tầng địa ngục. Tới trạm dừng tiếp theo, các hành khách xung quanh mới phát hiện ra cái xác không hồn của bà pháp sư, khiến tất cả mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Ở phía xa Seo-ji lại vô cùng mãn nguyện,
Vì đã trả thù được một người đã giết mẹ cô năm xưa, bây giờ chỉ cần giết nốt tên chủ tịch nữa là xong. Trong khi đó tên chủ tịch Jin lại an hưởng trên núi Chân Bu. Ở đây có một tượng Phật, nó có khả năng trấn áp toàn bộ ác quỷ. Các pháp sư khi ở gần tượng Phật sẽ không thể nào làm phép. Đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của tên thư ký, báo rằng bà pháp sư đã tiêu đời. Nhưng hắn không những không bất ngờ, mà còn nở một nụ cười quỷ dị. Bên này cảnh sát cũng tiếp nhận vụ án của bà pháp sư. Tuy vậy họ không thể tra ra thông tin của bà ta, bởi vì mọi giấy tờ của bà pháp sư đều là giả. Tuy nhiên bọn họ tìm thấy danh sách lời nguyền của rừng trong túi sách bà ta, nên khẳng định chuyện này có quan hệ với công ty Forest. Nhìn vào hiện trường, đội trưởng Sung nhớ đến cái chết của tên nhà báo. Anh cho rằng hai vụ này đều là do một người làm ra. Đúng lúc này anh nhận được cuộc gọi từ nữ chính. Cô nhóc hỏi anh về phóng viên Eun Hee. Sung bảo vợ mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Rồi anh định hỏi Seo Ji về cái chết của bà pháp sư, vì nghi ngờ cô có dính líu tới vụ án này. Nhưng nữ chính lại không trả lời mà trực tiếp cúp máy. Rồi cô bắt một chuyến xe buýt lên đường đến núi Chân Bu. Còn ở đồn cảnh sát, tên thư ký cũng đã được triệu tập để tiến hành điều tra cái chết của bà pháp sư. Ai ngờ khi hỏi thì hắn lại lắc đầu phủ nhận, bảo không hề quen biết gì với nạn nhân cả. Điều này làm phía cảnh sát không thể buộc tội hắn, cuối cùng đành phải thả tự do cho tên thư ký. Vừa ra đến xe, tên này lập tức đăng bài nguyền rủa Eun Hee cùng chồng cô lên ứng dụng, để bọn họ phải chịu nguyền rủa trong nghi lễ sắp tới. Ở bệnh viện, Eun Hee khi này mới tỉnh lại, biết tin chồng cô cũng có mặt để thăm vợ. Lúc này anh cũng kể lại những chuyện đã xảy ra và đưa bức ảnh hiện trường vụ án hôm trước cho vợ xem. Vừa nhìn qua, cô đã biết nạn nhân chính là bà pháp sư. Theo cô nghĩ, chính Seo Ji đã dùng lời nguyền lên bà ta, qua đó hỏi chồng xem cô nhóc đang ở đâu. Vì Eun Hee sợ Seo Ji một mình đi tìm tên chủ tịch trả thù, lúc này đội trưởng Sung cũng bảo cô nhóc có thể đã tới núi Chân Bu. Nghe thấy thế, Eun Hee vô cùng nóng ruột muốn đi tìm cô nhóc. Tuy rằng đã bị chồng ngăn cản, nhưng cô vẫn quyết đi cứu Seo Ji. Bên này nữ chính đã tới núi Chân Bu, nhân lúc đêm tối cô mới dám mò tới lều của tên chủ tịch Jin. Sau đó cứ vậy cầm lấy tay ông ta để tiến hành đặt lời nguyền. Nhưng đột nhiên năng lực của cô lại mất tác dụng, làm cách nào cũng không thể nguyền rủa ông ta. Đúng lúc này tên chủ tịch Jin tỉnh lại, hắn không ngờ nữ chính lại dám tìm tới tận đây, và cái kết cô nhóc bị hắn túm cổ áo lôi ra ngoài. Bấy giờ chủ tịch Jin mới nói cho Seo Ji biết chính tượng Phật kia đã vô hiệu hóa sức mạnh của cô, rồi hắn định sai người xử lý nữ chính. Biết bản thân hôm nay khó thoát nên đã hỏi hắn tại sao lại muốn giết mẹ cô. Bất ngờ hắn lại trả lời là mẹ cô muốn trừ khử hắn trước, để diệt chứng ác quỷ trong người hắn. May mắn hôm đó buổi lễ thất bại nên hắn mới sống đến giờ này. Đúng lúc này tên chủ tịch nhìn thấy trên tay Seo Ji có đường gân đỏ giống hắn, thế là hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra 10 năm trước ác quỷ không chỉ ám lên người tên chủ tịch, mà nó còn ám cả vào người Seo Ji. Vì hai người cùng chung một con quỷ lên, khi mẹ nữ chính làm phép thì con bà cũng đau đớn. Thấy thế mà mẹ Seo Ji quyết định đã dừng tay, tên chủ tịch qua đó cũng được tiếp tục sống. Nếu như vậy hắn đã trách nhầm mẹ nữ chính, nên khi này ông ta quyết định tha chết cho Seo Ji. Nhưng lần sau mà nữ chính vẫn làm như vậy chắc chắn hắn sẽ không tha, làm Seo Ji vô cùng cay cú đi xuống núi. Ngoài ra tên chủ tịch còn liên lạc với pháp sư Mùng Lông, bảo ông ta hãy xóa nữ chính khỏi lời nguyền của rừng, bởi nếu cô nhóc dính lời nguyền thì ông ta cũng phải chịu lời nguyền tương tự. Nữ chính đang đi xuống núi nhưng trong lòng chẳng được vui, vì chưa thể trả mối thù cho mẹ, cô quyết tâm bằng mọi giá sẽ phải tống cổ tên chủ tịch Jin xuống địa ngục. Đúng lúc này đội trưởng Sung và cùng vợ cũng tới nơi, thấy Eun Hee cô nhóc chạy vội tới ôm chầm lấy mà khóc, làm hai người kia không hiểu chuyện gì, nhưng cô đã thở phào nhẹ nhõm khi biết Seo Ji vẫn toàn mạng trở về. Đúng lúc này đội trưởng Sung nhận được tin báo, làm anh phải gấp rút quay trở về đồn cảnh sát. Hóa ra ông thám tử đến đây để tố cáo nhân viên Forest bắt cóc và hành hung mình. Trong phòng thẩm vấn, thám tử bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện và nói rằng kẻ chủ mưu bắt cóc chính là thư ký của chủ tịch Jin. Theo sự hướng dẫn của tên thám tử, cảnh sát đã rất nhanh có mặt ở khu nhà hoang đã từng giam giữ thám tử. Đội trưởng ngay lập tức cho người đi kiểm tra camera quanh đây, quả nhiên đã phát hiện tên thư ký có xuất hiện tại khu vực này. Bên khá Eun Hee cũng Seo Ji lại tìm tới nhà sử học, hỏi anh ta về khả năng ác quỷ đổi vật chủ sang người khác. Lúc này sử học mới giải thích một ác quỷ muốn đổi vật chủ phải trải qua một nghi lễ phức tạp. Ngoài ra thông thường nếu ác quỷ đổi vật chủ thì sẽ tìm tới thứ có khả năng trường tồn như đồ vật, chứ không đời nào chọn con người chỉ có thể sống mấy chục năm. Điều này làm cho Eun Hee khó hiểu, vì không biết mục đích thực sự của tên chủ tịch Jin và công ty Forest là gì. Trên đường về, Seo Ji nghĩ tới tay tên chủ tịch cũng có đường gân đỏ giống mình, đường gân ấy lại rất giống với logo của công ty Forest. Đến bây giờ Eun Hee mới nghĩ ra, tên chủ tịch muốn chuyển ác quỷ trong người hắn lên mạng lưới thông tin Forest, trực tiếp khiến những người bị đăng trên lời nguyền của rừng bị dính lời nguyền. Nếu sự thật đúng như vậy thì đúng là đại họa. Bất ngờ Seo Ji tìm thấy vợ chồng Eun Hee cũng có tên trên đó, vì vậy họ phải nhanh chóng ngăn cản chuyện này để chắc chắn hơn. Hai người tìm tới tên đệ tử của bà pháp sư, hiện giờ anh ta đang ở trong bệnh viện, lúc này đã trở lên điên loạn và nói ra hết toàn bộ mọi bí mật của Forest. Tên chủ tịch muốn tạo ra một thế giới ác quỷ, nơi mà hắn sẽ làm chủ mọi thứ, đến khi đó cảnh sát hay pháp luật cũng chẳng thể làm gì được hắn. Nghe tới đây Eun Hee càng chắc chắn về những gì cô nghĩ,
Nhưng chồng cô lại vẫn chưa hiểu chuyện gì, mà còn cho rằng cô đang quá mê tín. Rồi anh bảo sẽ bắt công ty Forest phải đền tội trước pháp luật. Đến lúc này Eun Hee cũng mặc kệ chồng, mà cùng nữ chính rời đi. Không lâu sau đội trưởng Sung cho người ập vào công ty Forest để bắt tên thư ký. Với tội danh bắt cóc và giam giữ người trái phép, ấy vậy mà hắn vẫn tự tin là sẽ thoát tội giống mấy lần trước. Trong khi đó Soji cùng Eun Hee đã tìm tới nhà mẹ ruột của chủ tịch Jin, với hy vọng sẽ tìm được một món đồ lúc nhỏ của hắn ta để thực hiện thêm một lời nguyền. Nhưng lúc này mẹ ông ta mới tiết lộ, chủ tịch Jin trước đó đã cho người về tận đây, mang hết vật dụng cá nhân của hắn đi. May mắn bà mẹ vẫn kịp giữ lại một chiếc hộp, bên trong là đồ đạc lúc nhỏ của tên chủ tịch. Thế là nhân lúc bà lão đang nói chuyện, Eun Hee đã ném lấy cái bút cũ. Cứ như vậy hai người đã có được vật dụng cá nhân của tên chủ tịch Jin. Lúc này mẹ của tên chủ tịch cũng kể lại chuyện 10 năm trước. Sau khi biết con trai làm ăn thua lỗ, bà đã dẫn con trai tới nhà Soji nhờ mẹ cô làm lễ giải hạn. Ai ngờ lúc ấy Soji đã bị ác quỷ nhập rồi, mẹ của nữ chính. Vì muốn cứu con gái lên đã làm lễ chuyển ác quỷ sang người chủ tịch Jin. Nhưng bà không ngờ con ác quỷ này quá mạnh, bà không thể xua đuổi nó ra khỏi người con gái. Trong khi đó chủ tịch Jin vẫn bị ác quỷ đó ám. Từ đó trở đi Soji và hắn ta cùng một con quỷ nhập thân. Nghe tới đây Eun Hee vô cùng bất ngờ. Nếu như vậy nữ chính nguyền rủa hắn ta thì cô cũng sẽ dính lời nguyền tương tự. Tuy nhiên Soji vẫn giữ nguyên quyết định nguyền rủa hắn ta. Bên khác cảnh sát mở cuộc họp sau khi bắt được tên thư ký. Từ những bằng chứng thu được hắn khó mà thoát tội. Tuy vậy đội trưởng Sung lại nghĩ tên thư ký lại đang hy sinh thân mình bảo vệ cho tên chủ tịch Jin. Hắn ta mới thực sự là người đứng sau tất cả. Thế nên anh đã cùng đồng đội lập ra một kế hoạch, đưa cho tên thư ký xem một hình ảnh mà hắn có mặt trên lời nguyền của rừng. Điều này khiến hắn ta vô cùng sợ hãi, bởi tên thư ký biết nếu ngày mai sau khi nghi lễ diễn ra hắn cũng sẽ bị nguyền rủa. Để giữ tính mạng mà hắn ta đã khai ra mọi kế hoạch của tên chủ tịch. Tới bây giờ đội trưởng Sung mới tin những gì vợ nói là thật, còn tên thư ký lại đang cực kỳ hoảng loạn. Hắn mượn điện thoại của cảnh sát để gọi cho trưởng phòng thông tin, nhờ đối phương gỡ hình ảnh anh khỏi ứng dụng lời nguyền của rừng. Nhưng ở đầu dây bên kia lại bảo tên thư ký không hề có tên trong danh sách nguyền rủa. Bây giờ hắn mới ngớ người vì biết đã bị lừa. Đội trưởng Sung cũng cho hắn biết bức ảnh kia chỉ là một tác phẩm của Photoshop. Điều này khiến hắn vô cùng cay cú nhưng không làm được gì. Đội trưởng cũng cứ vậy dẫn người tới công ty Forest. Lập tức còng tay trưởng phòng thông tin dẫn về đồn. Lúc này ở đây cũng chuẩn bị diễn ra buổi nghi lễ nguyền rủa. Bên trên là tên pháp sư mồm lông cùng rất nhiều tên khác. Được một lúc thì tên chủ tịch Jin cũng xuất hiện. Ngoài ra bên dưới còn có rất nhiều người, đa phần là những người có tên trong danh sách trên ứng dụng lời nguyền của rừng. Cô phóng viên cùng nữ chính cũng đã tra trộn vào đến trong này. Ngay sau đó hai người cũng chuẩn bị tiến hành nguyền rủa tên chủ tịch lần hai. Nữ chính lúc này tập trung cao độ, vì nếu lần này còn thất bại thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội để trả thù nữa. Trên sân khấu chủ tịch Jin bắt đầu cảm thấy cơ thể đau đớn quằn quại. Phù thủy dâu trắng nhận ra có kẻ đang giở trò, thế là vội vàng thúc giục các pháp sư khác tạo một màng chắn bảo vệ. Nhưng sức mạnh của nữ chính đã hoàn toàn chấn áp đám pháp sư kia, khiến bọn chúng từng người bị phản đam chết không kịp ngáp. Tuy nhiên vẫn còn tên pháp sư già, đúng không hổ danh là pháp sư mạnh nhất. Hắn ta một mình chống đỡ lời nguyền của Soji. Ông ta gõ trống liên hồi để phản đam nữ chính. Kết quả Soji không thể vượt qua được ông ta. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, cũng là lúc tên chủ tịch hoàn thành nghi lễ chuyển giao ác quỷ lên hệ thống. Nữ chính ở dưới cũng kiệt sức mà ngất đi, làm cho Eun Hee bên cạnh vô cùng lo lắng. Còn tên chủ tịch Jin thì đã hoàn toàn biến đổi thành ác quỷ. Trong khi đó đội trưởng Sung bây giờ mới tới thì đã quá muốn. Những người có tên trong danh sách lời nguyền của rừng bắt đầu biến thành ác quỷ. Cơ thể họ mất đi khống chế và mắt chuyển sang hết màu đỏ. Ở bên ngoài cũng diễn ra tình trạng tương tự. Ngay cả đội trưởng Sung cùng vợ cũng không thể nào tránh khỏi. Xã hội qua đó rơi vào cảnh rối loạn. May mắn lúc này Soji đã kịp tỉnh lại. Cô biết rằng bản thân và tên chủ tịch đều chung một con ác quỷ. Vì thế cô quyết định sẽ thực hiện một lời nguyền nữa lên chính bản thân mình. Chỉ có như thế mới tiêu diệt được tên chủ tịch Jin mà thôi. Vừa làm phép cô vừa nhớ tới người mẹ. Vì là một pháp sư nguyền bị người đời ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo lên bà mới phải làm công việc đó. Đến khi Soji bị dính lời nguyền bà không những không vứt bỏ, mà còn cố gắng tìm cách cứu con gái. Cho đến khi tên chủ tịch xuất hiện và cướp mẹ cô đi, thì trong đầu Soji đã chất chứa rất nhiều hận thù. Nhưng kể từ lúc gặp được Eun Hee, tâm hồn cô lại được chữa lành. Bây giờ cô không muốn trả thù nữa mà muốn cứu thế giới này khỏi tay quỷ dữ. Lúc này lời nguyền lên bản thân cũng hoàn thành, Soji cũng cứ vậy ngất đi. Rất nhanh sau đó phóng viên Eun Hee và mọi người cũng trở lại bình thường. Còn tên pháp sư mồm lông biết rằng kế hoạch đã thất bại, nên hắn cùng đàn em cũng nhanh chân tẩu thoát. Bất ngờ trên sân khấu người tên chủ tịch Jin bốc cháy ngùn ngụt, cuối cùng tan biến thành tro bụi, làm cho đám khách mời vô cùng sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Vụ việc nhanh chóng được báo chí đưa tin, chủ tịch Jin đã chết và kế hoạch đưa công ty lên sàn chứng khoán đã thất bại. Tên thư ký cũng bị tống vào ngục, còn Soji thì được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Không lâu sau hai vợ chồng phóng viên Eun Hee đến thăm và cảm ơn cô nhóc về những chuyện cô đã làm. Soji lúc này cũng như nghe được mà rơi nước mắt. Ngay khi mọi người ra khỏi phòng cô nhóc cũng biến mất. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.